Ok, bài của Trang nhé. Bài của Trang có nhiều mấy cái lỗi sai lặt vặt hạn chế, mà mình viết cho kỹ là nào. Đây, the number of là số người, a number of là một vài người, viết cho kỹ vô. Urban areas, rural setting, khi em nói chuyện nói chung 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 phải có số nhiều lên, urban areas. Setting thêm s vào. Right, nối hai câu phải có and. Không có chấm phẩy tùm lum vậy nha. Không được. Kỹ lên nào, tập trung. Viết hết câu là em phải chấm, em muốn nối tiếp ý em dùng and, or, but gì đó liên từ lên. Rồi. Và hôm bữa thầy có nói là cái village nó không có đồng nghĩa với countryside, cái làng sao đồng nghĩa với đồng quê? Miền quê là rất rộng, làng là một cái nhỏ thôi. Em chỉ dùng làng ở trong một ví dụ của em mà không thể dùng nó để thay countryside được. Rồi tiếp này. Rural areas have lower living expenses. Chi phí, có rất nhiều chi phí nên phải có S vào. Rural dwellers. Ok. Rồi đây. Cái số tiền này họ dùng nó ít hơn so với lại chi tiêu ở thành phố. Yeah, compare to. Và em có thể viết là have their own paddy fields. Have their own paddy fields. Ok. Rồi tiếp. Thay vì là những cái thứ này mà từ subsidize này dùng không được. Subsidize là từ dùng trong cái bối cảnh khác. Subsidize có nghĩa là trợ cấp tiền cho một dự án nào đấy mà nó liên quan đến chính phủ, cho nên là dùng không được. Ví dụ em nói nhé, in other words, they have their own vital supply food. Rồi, câu này dài quá, chỉ đơn giản là city dwellers, okay? City dwellers have to pay for food and rent and then the other daily expenditure. Em đọc lại mấy câu này cho kỹ nha, để mình viết cho gọn lại, đừng viết bị dài. On top of everything, rồi những cái thứ này nó sẽ lead to hoặc là has an effect. Thì dùng has đi ha. Has a direct effect on. In contrast, không có to nữa. They living in the village surrounded by ease, fresh and tranquil. Với cái ý cuối này, ví dụ em nói như sau là em nói rằng village is much less than a city, đúng không? With fewer cars, đây này, số hàng đây nhé. With fewer cars and other means of transport, this means there's less pollutant. There are less pollutant in the air. Furthermore, the vast space of the countryside means people living here can breathe in high quality air every day. Ví dụ thế nha. So Trang, take a look again.